Hi, xin chào tất cả các bạn, trở lại với ô tô Sài Gòn. Mình đang có mặt tại sự kiện Bangkok Motor Show, Bangkok International Motor Show 2024, và mình đang có mặt tại gian hàng của VinFast, một trong những gian hàng gây chú ý đến với người Việt Nam rất là nhiều, đặc biệt là với cái sự trưng bày của siêu phẩm VinFast VF1. Đây là trong những chiếc xe concept thôi, nhưng mà nó sẽ thu hút rất là nhiều so với người Việt Nam và kể cả những cái người đến tham dự triển lãm lần này. Và ngay bây giờ mình sẽ soi sơ một tí xíu một vài chi tiết mà mọi người có thể chú ý trên chiếc VinFast VF1 lần này nha. Xin lỗi mọi người, với những cái góc quay sẽ hết sức là trực quan tại sự kiện Bangkok Motor Show lần này tại gian hàng của VinFast. Những góc quay này sẽ không chỉnh chu so với những video bình thường mà các bạn sẽ thường thấy trên ô tô Sài Gòn đâu. Nhưng mà những hình ảnh các bạn xem video mình nghĩ chắc chắn sẽ rất là nét, vì mình được quay trên chiếc Pocket 3 với hỗ trợ bởi cái Mic 2. Và trong cái sự kiện lần này thì mình cũng cảm ơn đến Robobot đã hỗ trợ thiết bị cho mình đi sự kiện ra mắt xe lần này. Một lần nữa cảm ơn Robobot đã hỗ trợ cho ô tô Sài Gòn. Và quay lại với lần này thì mình mọi người sẽ cùng ngắm một dòng chiếc VinFast VF1 mà mình đã vừa mới live stream ở trên fanpage ô tô Sài Gòn. Đi một vòng sẽ xem cái thiết kế, khi mà các bạn xem thực tế nó sẽ khác biệt so với ở video như thế nào. Khi mà các bạn quan sát một chiếc xe qua hình ảnh thì sẽ rất là khác biệt khi mà mình đứng tại hiện trường như thế này. Nhìn ở phần đầu xe này, các bạn sẽ thấy được rằng là cái đầu xe xuất phẩm ở bản đồ sổ. Ở phía trên này chúng ta sẽ có cái nắp capo kiểu giống như là những cái đường ống gió, nhưng thật sự đó là chỉ là cái tiết mà thôi. Và phía dưới này chúng ta sẽ được trang bị một cái mặt ca lăng liền lạc hơn. Mà theo như mình quan sát thì những cái chỗ này nó sẽ có được những cái mảnh ghép, thì mình nghĩ rằng cái nắp capo này cũng có thể mở được lên để giúp cho cái khoang lái, cái khoang bên trong cái phần động cơ nó sẽ quan sát hay là sửa chữa nó cũng sẽ thuận tiện hơn. Một cái chi tiết nhỏ đó là hệ thống đèn. Đèn nói dài thì chúng ta sẽ thấy được rằng là những cái vị trí đèn này cũng được trao chuốt hơn, được thiết kế tỉ mỉ hơn. Các bạn thấy không, những cái họa tiết như thế này ở trên cái đèn cánh chim ở phía trước nó sẽ giúp cho chiếc xe đẹp mắt hơn rất nhiều. Và cái góc tới ở trên những chiếc xe bán tải, các bạn sẽ quan tâm nhiều hơn về góc tới và góc khóa. Phần góc tới, các bạn thấy góc tới rất hết sức là lớn, nó tạo cho các bạn dễ đi vào những đường địa hình. Và góc thoát thì sao? Các bạn sẽ đi về phía sau để coi góc thoát đi. Chiếc xe với cái khung gầm hết sức là dư dả, cùng với góc thoát cực kỳ tốt. Ở phía sau chúng ta sẽ có được những cái cách thiết kế xéo lên như này nè, giúp cho các bạn sẽ thoát một cách dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ mời mọi người xem chi tiết bên trong, một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà mình được sờ chạm ở trên VinFast VF1. Và điều ấn tượng ở trên chiếc VF1 này, chúng ta sẽ có được một chiếc xe được thiết kế với hai tông màu, và những chất liệu nó mang lại cho chiếc xe nó cũng hết sức sang trọng, ví dụ như là chất liệu da cùng với chất liệu da lộn hai tông màu, màu nâu và màu da bò như thế này. Và cái cách mở cửa nó cũng mang lại cho cái sự cảm nhận của chiếc xe nó vô cùng sang trọng luôn. Và đây là một trong những cái cách mở cửa trên những chiếc xe hạng sang và vô cùng khác biệt so với những cái chiếc xe bán tải có mặt trên thị trường. Sàn xe phẳng cùng với cái lối thiết kế ở trong nội thất hết sức rộng rãi là điều mà mình ấn tượng khi mà mình lần đầu tiên mình thấy trên VinFast VF1 như thế này. Những chiếc xe điện thì nó mang lại chúng ta những cái cảm nhận rộng rãi, thoáng đãng như thế này mà khó có những cái chiếc xe bán tải trong phân khúc so sánh được. Và chúng ta còn được trang bị một cái kính toàn cảnh như thế này trong suốt, nó hết sức là đẹp mắt. Đây là một trong những cái sự khác biệt mà các bạn cũng thể dễ nhìn thấy ở trên VinFast VF1. Nó mang lại chúng ta một cái nhìn hết sức là trực quan, hết sức là mắt lần này. Ngoài ra hai cái màn hình được hỗ trợ phần kính lái điện tử cũng được tích hợp bên trong. Điều này nó giúp cho chiếc xe nó vô cùng gọi là mới lạ khi mà các bạn quan sát từ phía trong. Nhiều người cũng sẽ e dè khi mà lần đầu tiên tiếp xúc với những công nghệ màn hình được hỗ trợ với cái kính chiếu hậu như thế này. Và đối với mình thì mình nghĩ rằng trong tương lai thì tất cả những dòng xe trong tương lai nó sẽ hỗ trợ những cái công nghệ thế này rồi. Và mình hy vọng rằng đây là một trong những chiếc xe concept thôi, nhưng mà ở cái chiếc xe thương mại này cũng được giữ được những thiết kế này.
Ở trên Subway Truck thì ngày xưa những cái phiên bản concept nó cũng được thiết kế như vậy, nhưng mà ở cái những cái chiếc xe gọi là thương mại đó, thì nó được bị lược bỏ đi. Và mình hy vọng rằng VinFast sẽ giữ được những cái thiết kế này để giúp cho mọi người sẽ thấy được những chiếc xe nó tương lai hơn, công nghệ hơn rất nhiều. Về hệ thống điều hành cùng với cái màn hình, mình cũng sẽ được nhìn thấy nó khác biệt rất là nhiều so với những chiếc xe VinFast còn lại. Mình nghĩ rằng nó sẽ chạy hệ điều hành khác biệt, và ở đây là một trong những hệ điều hành mới so với những chiếc xe trong tương lai. Ở đây là thùng xe, chúng ta sẽ có một cái kích thước thùng hết sức là lớn. Và điều đặc biệt mình ấn tượng là cái thùng rất là rộng luôn, chứ không phải là dài không nữa. Và các bạn thấy phía dưới đó chúng ta sẽ có một cái rây và đèn sẽ chạy từ trước ra sau. Cửa kính sẽ được hạ một cách linh hoạt để giúp cho cái khoang xe phía sau, phía trước nó sẽ thông với nhau. Và hiện giờ mình quay mình cũng không được sờ chạm, vì đây là một trong những chiếc xe concept thôi, chưa có hoàn chỉnh, nên mình cũng không có xem được bên trong như thế nào. Và chúng ta cũng không bắt gặp được những cái cổng sạc hỗ trợ tương tự như những cái dòng xe khác mà các bạn thấy. Và đây là cách mà mình đứng gần chiếc xe khi mà ở phía sau nó được thiết kế với những cái bệ bước cũng hết sức là tinh tế, tương tự giống như những dòng xe mà các bạn thấy trước kia. Phía sau này chúng ta cũng có thể bước lên một cách linh hoạt khi mà chúng ta cần đi vào cái phần bên trong xe. Và đây là một trong những cái cách mà nó giúp cho chiếc xe nó sẽ bề thế hơn khi mà phía sau các bạn thấy cái cua lốp hết sức là lớn, vuông vức luôn. Điều ấn tượng là khi mà mình thấy cái ốp vòm bánh xe nè, nó hết sức là lớn, và cái mâm này cũng hết sức là to. Mình cũng có thể xem được cái kích thước lớp lên đến 22 inch luôn, với cái thông số là 305/45R22. 22 inch, một cái kích thước mâm hết sức là khổng lồ so với một chiếc xe bán tải mà các bạn đã từng thấy ở trên thị trường. Cái hốc của lớp hết sức là lớn, các bạn thấy không? Và bên trong cũng được làm một cách chỉnh chu. Về chiều dài, các bạn sẽ thấy chiếc xe nó sẽ hết sức là trường và dài. Và điều đặc biệt hơn hết là cái trục cơ sở nó sẽ hết sức là rộng luôn, từ trục bánh trước xuống sau hết sức là rộng, hết sức là dài. Những cái đường nét mà khi mà nhìn bên hông xe, ngoài cái bộ lốp mang lại cho chúng ta một cái nhìn hết sức là lạ mắt ra, thì chúng ta sẽ có được những cái cách thiết kế nó sẽ trau chuốt hơn khi mà cái ốp vòm bánh xe tông màu khác nhau, màu đen, các bạn thấy không? Nó sẽ đi liền với phía dưới luôn. Và cái bể bước chân cũng vậy, cũng được thiết kế một cách khéo léo và tỉ mỉ. Nó sẽ đi liền mạch một mạch phía trước. Những cái chi tiết nhỏ này mình tưởng chừng nó nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ rất là lợi ích khi mà chúng ta sẽ bước lên những cái chi tiết này. Nó sẽ làm cho mọi người sẽ không bị trợt, và hơn hết thì những cái rãnh này cũng dễ thoát nước hơn. Bên hông này chúng ta sẽ có được những cái camera. Đó, camera này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta thay thế cho cái gương kính chiếu hậu bình thường. Và điều đó khi mà các bạn nhìn bên trong, các bạn sẽ thấy được cái màn hình bên trong. Và ở vị trí ghế phụ, các bạn cũng sẽ thấy được rằng có rất là nhiều những cái thông tin hỗ trợ ở trên cái vị trí ghế phụ này. Nó giúp cho mọi người có cảm giác như là một người co-rover khi mà mình lái chiếc xe, hết sức lý thú. Và đứng từ vị trí này, các bạn sẽ thấy được bên trong xe với cái thiết kế sẽ khác biệt hoàn toàn so với những chiếc xe VinFast mà có mặt trên thị trường. Logo ở cục sau, và ở chính giữa chúng ta sẽ không có cột bê đâu, chúng ta sẽ có được một cái cabin door với cách mở cửa chống trên những chiếc xe hạng sang, mở ra giúp cho mọi người sẽ có một cách đi vào xe nó luôn luôn khác biệt so với cái thế giới xe còn lại. Đó là một vài điểm mà mình có thể xem nhanh trên VinFast VFY lần này. Tất nhiên đây là một trong những phiên bản concept thôi, thành mình chưa có cơ hội sờ chạm hay là đi sâu vào những cái chi tiết hơn. Mong rằng trong tương lai sẽ về Việt Nam mình sẽ có nhiều những cơ hội hơn. Các bạn đừng quên subscribe kênh YouTube của tôi Sài Gòn nha, và bật chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Okay.